đã xéo Thu Quỳnh nhai đi nhai lại chuyện cũ. Mới đây, Chí Nhân, chồng cũ của nữ diễn viên Thu Quỳnh đã chính thức lên tiếng về dòng status được cho là ám chỉ vợ cũ nhai đi nhai lại chuyện cũ. Anh hoàn toàn phủ nhận và cho biết, bản thân cảm thấy khá buồn cười trước sự nhạy cảm của khán giả. Nam diễn viên cũng cho biết thêm, tới ngày hôm nay anh mới đọc được những dòng chia sẻ của Thu Quỳnh trước đó. Chí Nhân cho biết từ ngày đăng status, anh nhận phải khá nhiều những lời chỉ trích khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi nên đã quyết định lên tiếng. Đồng thời anh cũng khẳng định mối quan hệ giữa anh và vợ cũ Thu Quỳnh hiện vẫn hoàn toàn bình thường. Nam diễn viên cũng cho biết hiện sức khỏe của anh cũng đã ổn định và làm việc bình thường. Trước đó, diễn viên Thu Quỳnh đăng tải hình ảnh trong phim về nhà đi con, với nhân vật thư ngồi một mình khi vũ ngoại tình với nhã. Cô chia sẻ, chẳng biết nói gì về cảnh này, thế là đời giống phim hay phim giống đời. Không ít khán giả cho rằng có thể Thu Quỳnh đã trải qua hoàn cảnh tương tự nên cô đồng cảm với nhân vật. Hôm 20 tháng 7, chí nhân chồng cũ thu quỳnh cũng bất ngờ đăng tải bức ảnh tay đang truyền nước cùng dòng chia sẻ đào thải độc hại đào thải giống loài nhai đi nhai lại toàn món cũ xích lại còn gây hại dị ứng ngay lập tức nhiều cư dân mạng cho rằng nam diễn viên đá xéo vợ cũ thu quỳnh ở phần bình luận không ít người chỉ trích trí nhân khi cho rằng anh không đáng mặt đàn ông vì sân si chấp nhặt với vợ cũ trong khi chính anh là người ngoại tình dẫn đến ly hôn trước sức ép của dư luận nam diễn viên hôn nhân trong ngõ hẹp đã chuyển hình ảnh sang chế độ bạn bè trên facebook trong quá khứ Cuộc hôn nhân của Thu Quỳnh Chí Nhân từng gây ồn ào, cuối năm 2015, sau khi Thu Quỳnh sinh con trai đầu lòng, clip Chí Nhân tình tứ bên Minh Hà được tung lên mạng xã hội, sau vụ việc, Chí Nhân và Thu Quỳnh đã đường ai nấy đi.